Hello em, xin chào toàn thể các bác nhé. Em đang xử lý một cái phòng, chuẩn bị để có cái phòng test âm thanh cho nó chuẩn chỉ đó các bác. Em tự làm tiêu tán âm trong phòng này luôn nhé. Đây là tán âm. Tán âm này tán âm 2D nha mọi người nhé. Cái này em tự làm luôn. Tự làm cái tán âm 2D. Miếng tán âm này thì ngày mai chúng ta sẽ bọc vải nỉ ở bên ngoài nữa là đẹp luôn đó mọi người nhé. Đây em quay cho anh để anh miêu tả cho mọi người xem. Tấm tán âm này thì chúng ta sẽ treo lên trên tường nhé. Treo lên như vậy nè. Thì hiện tại là nó đang là phần thô nhé. Chúng ta còn phải trang trí dán ở bên ngoài nữa thì nó sẽ đẹp mắt hơn. Chúng ta sẽ lựa vị trí, chúng ta sẽ dán tấm tường, tấm tán âm. Đây là tán âm hỏi tiêu âm mọi người nhé. Âm thanh nó sẽ bắn vô cái này và nó sẽ tán âm ra hai chiều. Nên đây gọi là tấm âm tán âm 2D thì nó chỉ tán hai chiều thôi, sang chiều này thôi. Đó. Sắp tới thì phòng này em sẽ có cả tán âm 3D nhé mọi người nhé. Có thể để nhiều cạnh, ví dụ mình để như này thì nó sẽ tán âm loạn xạ luôn đó mọi người. Như cái này là em đang làm nhá, chưa xong nha mọi người. Thì em sẽ úp mấy mặt cong vô đây nữa, sau đó là mình dán vải bố ở đây. Do là lần đầu tiên em cũng tự làm đó, em xem trên YouTube xem của mấy anh Tây anh ấy làm thì mình làm theo thôi. Nó cũng chỉ gọi là tương đối thôi, tương đối ok mọi người nhé. Sau thì nếu mà sau này em làm thì em nghĩ là sẽ ok hơn. Em đang hướng đến là sau này em sẽ sản xuất cái tấm tán âm này để bán cho anh em, để anh em chơi tán âm hoặc tiêu âm nhé. Em có làm cả tiêu âm nữa. Nhưng mà cái tiêu âm thì nó làm nhanh hơn, cái tán âm này thì làm nó lâu hơn một chút. Mọi người có nhu cầu mua hay cần tư vấn thì liên hệ với em theo số 0962229926 nhé. Một tấm tán âm này nếu mà hàng xịn của các thương hiệu của nước ngoài thì nó đâu đó khoảng 2 triệu một tấm. Nhưng mà mình tự làm này thì nó chỉ rơi khoảng chừng một tấm bé như này thì em nghĩ là cả công và cả chi phí thì hết tầm 500.000 thôi. 500.000 một tấm. Một tấm bé này. Anh em tán âm thì chúng ta có thể đặt theo kích thước nhé. Chúng ta có thể là ghép vào như này thì nó sẽ thành 60m2. Còn hiện tại em đang làm dạng như 60-60 nhé mọi người nhé. Tán âm. Ở đây trong này có một cái tấm em làm dài như này. Thì phòng này nó cao. Đây bên ra này mọi người xem, em úp thử luôn không? Đây cũng là tán âm, nó không phải là cái tiêu âm góc nhé. Cái góc thì em cũng sẽ làm tiêu âm góc là bát chát. Đây là tán âm. Em làm để theo kích thước phòng này thì em làm mét 8 nhé. Tại sao nhiều anh em bảo là 60m2 nhưng cái phòng này của em khá là cao anh em. Phòng này cao cỡ đâu đó, chỗ điểm cao nhất nó khoảng gần 4m, 3m8, 2m9 á. Thì em đã làm nó tầm 1m8 thì khi mình treo lên thì treo tầm này nhé mọi người nhé. Đó, treo tầm này thành kết hợp với cả tán cả tiêu âm nữa thì tấm tán âm em sẽ treo nó khoảng tầm này, nó sẽ tán âm tốt hơn. Ok, hẹn anh em, hẹn gặp lại các bác trong chương trình lần sau nhé. Khi mà hoàn thiện phòng này thì rất mong sẽ được tiếp đón toàn thể anh em trên mọi miền tổ quốc đến trải nghiệm và test âm thanh. Bởi vì trước này âm thanh của em rất là hay, nhưng mà em lại không có một phòng ok để mình demo cho anh em đến nghe và thưởng thức. Hôm nay em quyết tâm là xử lý cái phòng này làm sao nó ok nhất nhé. Khi là mà em xử lý mà chưa cảm thấy chưa ok thì em sẽ làm dần trong quá trình vừa chơi vừa nghiên cứu.
Ở đây thì có gạch tán âm 3D đấy, em có làm một tán âm 3D để treo. Đó, mình phải có vừa tiêu âm kết hợp với tán âm, chứ mình tiêu hết thì âm thanh nó không tự nhiên. Ok, tôi xin chào và hẹn gặp lại.